Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại thì bây giờ ấy là có rất nhiều người ấy, thì là mình thấy là cứ kêu là bị đau dạ dày, đau trào ngược này, đau đại tràng, mà đi bệnh viện mà uống rất nhiều cái thuốc, hoặc là đi nội soi dạ dày rồi nội soi đại tràng ấy, nó rất là khổ cực. Nhưng mà sau uống thuốc ở những cái của những cái bệnh viện thì nó là thuốc tây này, uống nó tiến triển nó cũng không không được lâu, nó chỉ đỡ đau độ tầm tuần chục hôm thôi là đâu nó lại vào đấy. Thì là hôm nay là mình cũng đây thấy mọi người kêu nên là mình cũng đây có cái thuốc này là thuốc đặc trị về dạ dày đại tràng đấy. Nếu mà anh em bạn bè ai mà bị đau như thế này thì là có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại là mình để ở bên dưới góc bên phải của màn hình ấy, là 0912 377 591, thì là để được tư vấn và mình sẽ ship đến tận nhà cho. Cái thuốc đây là thuốc nam nha các bạn nhé. Đấy, thuốc này thì mình đảm bảo với các bạn là nó khỏi 100% luôn. Đấy, thì ai mà gặp những cái vấn đề như vậy thì là cứ liên hệ với mình. Mình sẽ ship đến tận nhà cho. Đấy, ok luôn. Cái này nói chung là thuốc nó phải hiệu quả thì mình mới gửi nha các bạn nhé. Còn không hiệu quả ấy, thì gửi đi là cho các bạn. Cuối cùng các bạn lại mất công quay ra là chửi mình. Đấy, sống nó phải có đức. Đấy, anh Huấn bảo thế rồi. Và sống là nó phải có đức. Nên là nếu mà ai mà gặp những cái bệnh như thế, dạ dày trào ngược rồi là đau bờ cong nhỏ dạ dày ấy, thì là có thể là liên hệ với mình. Thì những cái này thì mình gửi cho rất nhiều người rồi. Ai uống thì đa số là cứ uống khỏi không là lại giới thiệu, cứ người nọ giới thiệu cho người kia. Đấy, uống là ok luôn. Thì nếu mà những ai mà bị đau thì có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở góc dưới ấy, mình sẽ gửi cho, đảm bảo là khỏi 100% luôn nhá mọi người nhá. Đấy, để đỡ phải mất công bị mọi người chửi. Ok, thì cảm ơn tất cả mọi người nhá. Nếu mọi người thấy ai mà những ai mà nhận được thuốc rồi mà thấy nó hiệu quả thì là nhớ là giới thiệu và chia sẻ cho những người khác nữa để cho đỡ bị đau. Đấy, đỡ bị đau mà cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày nó sẽ ổn định hơn. Thì cảm ơn tất cả mọi người nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Mình giới thiệu mình tên là Linh. Đấy, Linh Motor. Linh Motor Yên Bái. Thì là trong cái xã hội bây giờ ấy thì là mỗi người một công việc nó khác nhau. Đấy, nhiều người làm những cái công việc nặng nhọc mà hay phải dùng đến sức khỏe nhiều ấy. Sức khỏe nhiều ấy thì rất nhiều, đa số là nhiều người là bị gặp phải những cái chứng bệnh là đau nhức xương khớp này, rồi là đau thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, đau dây chèn ép dây thần kinh chẳng hạn ấy. Thì mình thì ở Yên Bái đấy, thì cũng có một cái bài thuốc đây này các bạn ạ. Đây, bài thuốc này chuyên đặc trị về các bệnh là xương khớp. Đấy, thì rất là nhiều người mà mắc phải những cái chứng bệnh này ấy, thì kể cả là đi các mọi người mà cứ đi bệnh viện chẳng hạn, đi bệnh viện thì chữa bằng thuốc tây thì nó cũng không thể khỏi được. Các bạn có chữa đến mấy chục năm thì nó cũng không bao giờ khỏi được luôn. Đối với những cái bệnh đau nhức xương khớp như thế này ấy, thì đây mình có cái bài thuốc này, thuốc nó rất là tốt, rất là hiệu quả ấy. Thì hôm nay là giới thiệu đến mọi người nói như thế. Nếu mà ai mà gặp phải những cái chứng bệnh về vấn đề về xương khớp thì là có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại là 0912 377 591, thì là để được gọi và được nếu mà cần mua thuốc ấy, thì là mình sẽ gửi đến tận nhà cho mọi người. Đây là cái thuốc này, thuốc nam nhé các bạn nhé. Đấy, thuốc nam, thuốc nam gia truyền đây các bạn. Đấy, của cái này là của đồng bào vùng Tây Bắc người ta làm ra.
thì thấy bài thuốc nó hay ấy, thì là mình muốn giới thiệu và chia sẻ đến các bạn. Nếu mà ai mà đang bị đau nhức và những cái bệnh như thế thì là có thể là liên hệ đến mình, thì là mình sẽ gửi cho. Thì cái thuốc này thì rất là nhiều người đây đấy, nhà mình cũng đang gói thuốc đi để gửi đây này các bạn này. Đây cái đơn này là gửi đi quận Đống Đa Hà Nội đấy, còn ở đây nữa thì là gửi đi Thanh Hóa. Đây Thanh Hóa này các bạn này. Thì cái thuốc này thì là rất nhiều người đã nhờ mình gửi cho rồi, thì là mình cũng gửi cho đa số là rất nhiều người, hầu như khắp các tỉnh, bạn bè khắp các tỉnh ấy, ai bị đau thì đa số là mình cũng đã gửi cho hết rồi. Mà họ uống thì thấy là rất là hiệu quả, chứ không phải là như thuốc Tây. Thuốc Tây thì các bạn là cứ có đi nằm viện đến cả hàng tháng rồi mà nó cũng chẳng đỡ được một tí nào, mà tốn rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều tiền. Thì hôm nay là mình chia sẻ đến như vậy, nếu mà ai mà xem được clip này mà cũng mắc với những cái bệnh như ở trên ấy thì là có thể là liên hệ mình để mình gửi đến tận nhà cho. Đấy, thì cảm ơn mọi người đã xem clip nhé. Còn là cứ đau mà cứ cố chịu mãi thì là nó cũng sẽ rất là hại sức khỏe đấy, không tốt, không có thời gian để làm việc nữa, nên là nhiều khi là nó rất là bực mình và khó chịu. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nhé. Nếu mà ai mà gặp phải những cái vấn đề như vậy thì là có thể là liên hệ với mình ở số điện thoại ở bên dưới cái góc bên phải của màn hình ấy, là mình sẽ ship đến tận nơi cho. Ok các bạn nhé.